Mặc dù tỉnh Nam Định đã có thông báo không tổ chức lễ hội chợ Viềng để phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên quần thể di tích Phủ Dây, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản vẫn mở cửa đón du khách đến chiêm bái, cầu bình an vào dịp đầu năm. Để bảo đảm an toàn cho người dân, không để dịch bệnh bùng phát, chính quyền địa phương đã có rất nhiều những phương án để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận tại Phủ Chính Tiên Hương thuộc quần thể di tích Phủ Dây cho thấy lượng khách năm nay vắng hơn hẳn mọi năm, nhưng công tác phòng chống dịch vẫn đặc biệt được coi trọng. Những pano tuyên truyền xuất hiện khắp nơi, nhiều bàn sát khuẩn gồm nước rửa tay và khẩu trang y tế được bố trí, cung cấp miễn phí cho du khách. Chính quyền địa phương đã thành lập 21 chốt kiểm soát tại các điểm diễn ra các hoạt động tâm linh trên địa bàn. Trong đó đặc biệt chú trọng việc xử lý hành vi bày bán hàng trái phép, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các vi phạm về phòng chống dịch như không đeo khẩu trang, tụ tập đông người. Ban quản lý các di tích cũng tăng cường tuyên truyền cho du khách các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, nhất là thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.